Em Nhân chào quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi tham quan Vietnam Motor Show 2024, một cái sự kiện liên quan tới ô tô lớn nhất trong năm. Thì như anh chị mình hỏi em Nhân địa chỉ tổ chức ở đâu? Là ở Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị, ở trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn. Anh chị mình có thể lên Google chúng ta tìm kiếm cái đường đi. Nếu mà anh chị mình đi Nguyễn Linh thì nó nằm ngay góc Nguyễn Linh với lại Nguyễn Lương Bằng. Đó, thì ngày hôm nay em sẽ quay chi tiết cái gian hàng của Toyota cho cô chú anh chị mình coi. Thì cũng trưng bày khá là nhiều dòng xe, đặc biệt là hầu như là xe hybrid hết của chú anh chị. Có Yaris Cross, có Innova Cross, có Corolla Cross, có Alpha Hybrid, rồi có thêm một chiếc Land Prado mới vừa ra mắt nữa, và một cái dòng xe thuần điện của Toyota. Đó, nhưng mà nhân vật chính em Nhân muốn chia sẻ của chú anh chị mình ngày hôm nay đó là Toyota Camry 2025 vừa mới ra mắt vào ngày hôm qua. Thì ở phiên bản 2025 này sẽ có sự khác biệt ở ngoại thất cũng như là tinh chỉnh ở phía trong, có rất nhiều thay đổi nha anh chị. Về các phiên bản sẽ có 3 phiên bản nha cô chú anh chị. Đầu tiên sẽ là phiên bản 2.0Q, giá không đổi là 1.220.000. Rồi phiên bản 2.5 HEV Min, gọi là Hybrid bản Min, bản giữa, có giá là 1.460.000. Và bản cao cấp nhất là Hybrid Top có giá là 1.530.000 của chú anh chị. Đó, thì em sẽ quay cái chiếc bản cao cấp nhất cho anh chị mình coi, cùng tham khảo với em Nhân. Khi nào có những phiên bản khác về em sẽ quay thêm cho anh chị mình coi. Ở mặt ga lăng này anh chị mình thích không ạ? Cực kỳ đẹp anh chị ha, nhìn nó trẻ trung, nó năng động, nó thể thao. Một cái màu cũng rất là đặc biệt, cũng mới xuất hiện lần đầu tiên trên xe Camry. Bên Toyota họ gọi đây là màu bạc ánh kim anh chị ha. Màu này em nghĩ là chạy ngoài đường nó sẽ khá là hấp dẫn. Anh chị mình coi từ đầu xe, hông xe, mâm xe, anh chị mình có thích không ạ? Có thể để lại comment cùng chia sẻ với em Nhân. Thì nhiều anh chị mình có nhiều quan điểm liên quan tới cái xe Camry mẫu mới đợt này. Có nhiều anh chị mình khen đẹp, có nhiều anh chị mình nó sẽ không nói là không phù hợp với lứa tuổi trung niên nữa. Thì thôi, chắc cái đó thì mỗi quan điểm, mỗi cảm nhận, riêng anh chị mình có cảm nhận gì thì cứ comment cùng bàn luận với em Nhân nha cô chú anh chị. Nội thất bên trong thì chỉ còn một tông màu là màu đen anh chị ha, không còn màu kem giống như phiên bản cũ nữa. Và ở cái màn hình đó thay đổi hết anh chị, thiết kế lại hết. Anh chị mình có cảm nhận như thế nào về cái thiết kế màn hình này? Nó sẽ có kiểu là nó cứng hơn, nó không mềm mại như ở phiên bản cũ nữa anh chị ha. Nhưng mà màn hình được nâng cấp lên màn hình rất là to, 12.3 inch, và màn hình trung tâm cũng là màn hình 12.3 inch, to hơn rất nhiều so với phiên bản cũ anh chị. Và ở phiên bản mới này là hộp số là tự động ECVT, vô cấp ha anh chị ha. Bản 2.0Q cũng là CVT anh chị. Và đặc biệt thì không còn bản 2.5Q thường xăng nữa anh chị ha. Hàng ghế thứ hai thì hầu như nó cũng giống giống như là ở phiên bản cũ anh chị. Đây, chỗ ngồi của những người chủ ngồi phía sau này. Anh chị mình thích cái màu này không anh chị? Liên quan tới cái màu thì em cũng xin chia sẻ với anh chị mình. Ở mẫu mới sẽ có là màu này là gọi là màu bạc ánh kim nè. Rồi màu xám xi măng giống như trên Corolla Cross. Rồi màu trắng ngọc trai, rồi màu đỏ anh chị. Rất nhiều hình ảnh từ phía trước các anh chị bạn bè hay chia sẻ về Camry 2025 có nội thất màu đỏ, thì cái đó là không ở thị trường Việt Nam mình nha anh chị ha. Đó, không phải ở Việt Nam mình. Ở nâng cấp nữa ở 2025 thì cái cửa sổ trời rất là to anh chị, toàn cảnh luôn, giống như trên Innova Cross hiện nay anh chị. Nó cũng là một cái điều khá là thú vị ở phiên bản 2025 này. Nhưng mà cái cửa sổ trời này tiếc là chỉ được trang bị trên bản cao cấp nhất thôi nha anh chị ha. Còn bản Hybrid Min, bản giữa và 2.0Q là cửa sổ trời giống như hiện tại, cũng chưa có gì thay đổi nhiều. Đó, chủ yếu là ba phiên bản là được lột xác ở phần ngoại thất, thiết kế mặt ga lăng phía trước, đèn đó là thay đổi anh chị ha. Mâm thì ba phiên bản giống nhau rồi. Đó, và đặc biệt cái hệ thống hybrid trên Camry 2025 này là cái thế hệ mới nhất, thế hệ thứ 5 anh chị. Và cái pin cũng là pin loại xịn lithium, với cùng một công suất nhưng mà khối lượng và cái trọng lượng nó rất là nhỏ, và cái độ bền của lithium thì nó nhỉnh hơn cái loại trang bị trên thế hệ cũ anh chị ha. Và thế hệ này là thế hệ thứ 5, thì anh chị mình hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta sở hữu Camry Hybrid thế hệ mới này anh chị ha. Và đặc biệt thì theo như công bố thì cái số năm bảo hành của cái pin này là cũng là 7 năm hoặc là 150.000 cây anh chị ha. Với lại anh chị mình cũng có thể thấy Toyota họ trang bị hẳn hai phiên bản Camry Hybrid ở thế hệ mới này, mục đích là muốn kiểu phổ biến cái Camry cho cô chú anh chị mình có nhiều cái sự lựa chọn ở phiên bản Hybrid, thay vì chúng ta chọn 2.0
thì chúng ta có hẳn hai sự lựa chọn là 2.5 HRV Min và 2.5 HRV Top anh chị ha. Đó thì liên quan tới Camry này thì cô chú anh chị mình nếu mà có còn câu hỏi gì thắc mắc hoặc là muốn tư vấn thêm thì cứ gọi cho em Nhân. Ở góc độ em Nhân thì muốn chia sẻ đôi lời, đôi điều và những cái trang bị cơ bản trên Camry thôi, thì cũng khó lòng mà chia sẻ hết trong một cái video anh chị ha. Tiếp theo thì em Nhân cũng muốn giới thiệu cho cô chú anh chị mình mẫu xe cũng được trưng bày tại triển lãm lần này, đó là Land Prado, một đàn em của Land Cruiser. Thì mới vừa được ra mắt từ ngày 16 tháng 10 thôi cô chú anh chị. Và hiện tại rất là tiếc là mẫu xe này chưa có nhiều ở thị trường Việt Nam mình, và hầu như là không có xe luôn anh chị. Mình đặt chờ cũng khá là lâu mà hiện tại bên Nhân thì cũng chưa nhận đặt hàng dòng này nữa, khi nào có thì mới chào bán thôi, chứ còn hiện tại thì cũng chưa nhận đặt hàng nha cô chú anh chị. Và em Nhân thấy là rất nhiều cô chú anh chị mình quan tâm cái phiên bản Land Prado mẫu mới này, thiết kế hoàn toàn mới, coi như là đập bỏ xe lại anh chị, được trang bị động cơ mới 2.4 nhưng mà có turbo. Thiết kế đèn xe, đầu xe là khác hoàn toàn với thế hệ cũ, kể cả những cái vô lăng ở trong nhìn nó cũng đã nên chị, và mọi trang bị trên xe thì hầu như là rất là tối tân hiện nay, gói an toàn Toyota Safety Sense và những cái công nghệ hỗ trợ lái thì đầy đủ hết, coi như là không thiếu cái gì nữa anh chị. Thì thường hồi xưa mấy mẫu xưa mấy Land Prado này kia mà xài chìa khóa cơ các kiểu tùm lum nữa, xe tiền tỷ đâu phải ít đâu, nhưng mà hiện tại thì hầu như là hiện đại hết anh chị. Thì em thấy là ở triển lãm đợt này thì có hai cái dòng xe mà cô chú anh chị mình quan tâm nhiều nhất, đó là Camry và Land Prado. Còn những dòng xe khác thì cũng có nhưng mà cái số lượng quan tâm thì ít, tại vì nó đã ra mắt cũng lâu ở thị trường Việt Nam mình rồi. Thì anh chị mình có thể hoàn toàn chúng ta tới các đại lý để chúng ta tham khảo, cho trải nghiệm, thậm chí là lái thử. Ở đợt này Motoshow thì chưa có lái thử nha anh chị ha, riêng của Toyota thì chưa có lái thử. Thì nhiều hôm nay thì cũng có nhiều anh chị mình hỏi em Nhân là có lái thử không, thì chưa có anh chị. Và sẵn đợt này nếu mà anh chị mình rảnh mình cứ tới đây mình trải nghiệm, tại vì cùng lúc có nhiều hãng xe, nếu mà anh chị mình đang tham khảo nhiều dòng xe thì chúng ta cứ tới đây một lần một coi hết, đỡ mất thời gian trong cái việc là phải đi tới đại lý này để coi, tới đại lý khác để coi, nó mất thời gian của cô chú anh chị mình nhiều. Thì thôi, có cơ hội như vậy thôi thì mình tới mình trải nghiệm luôn. Hầu như là những cái dòng xe hiện nay là đều có mặt hết, tiếc là chưa có Hyundai cũng như là các xe của Trường Hải, như là Kia hay là Mazda gì thì chưa có. Thì có nhiều chơi nhiều anh chị ha. Thì kính chúc cô chú anh chị mình có trải nghiệm tốt tại Motoshow Việt Nam 2024, cũng như là chúc cô chú anh chị mình có nhiều sức khỏe và luôn hành công trong cuộc sống. Có cần thêm thông tin tư vấn gì thì cứ nhắn cho em Nhân sẽ hỗ trợ hết mình nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi video cùng em Nhân.